phép em chào tất cả cô chú anh chị mình đang xem kênh Hoa Lan Vườn Lan Sĩ nha chị em ha. Em tên là Minh Thắng, hiện tại thì em đang kinh doanh hoa lan và vật tư phân bón tại quốc lộ 60 thị trấn Mỏ Cày Nam Bến Tre nha chị em ha. Thì hôm nay em chia sẻ với anh chị em mình một cái chủ đề là cái bộ ba kích rễ bên em bỏ dành ra nè. Bộ ba kích rễ bên em tại sao mà có người kích ra người không, mà đa phần người ta kích ra là nhiều lắm nha anh chị em ha. Tại vì có rất là nhiều khách hàng đang chụp hình gửi về em nói là rễ ra nhiều quá này nọ, nhưng mà cũng có một số anh chị em mình nói là hình ảnh chỉ mang tính chất quảng cáo. Thì hôm nay em chia sẻ luôn để thêm một cái cách nữa cho anh chị em mình lại chắc chắn về kỹ thuật kích rễ anh chị em. Thì trong bộ ba kích rễ này thì em có giới thiệu anh chị em mình á, thì trong cho rồi hôm nay là 1C Aceros 1C thì cam mông 5 giọt pha chung 1 lít nước. À, mình phun 3 lần một ngày, phun 3 lần, mỗi lần cách nhau 3 ngày anh chị em ha. À, cơ bản vậy đi ha. Rồi, nhưng mà khi này có nhiều anh chị em mình á, em tư vấn thì chỉ là 110 ngàn một bộ như thế này thôi. Đó, thì anh chị em mình á, nhiều khi còn ghi em bao ship này kia nọ nữa, đã giá nữa. Cho nên em không thể nào mà em chỉ thêm một cái hũ phân bón này nữa. Đó, cho nên em không thể nào chỉ thêm thằng này tới 45 ngàn nữa. Thì anh chị em mình nói thằng này nó kèo này, nó bán thêm phân bón thì như thế thì cũng hơi khó cho bên em đó. Thì anh chị em nào cần á thì em mới giới thiệu thôi, còn anh chị em nào mà muốn kích rễ không á thì em sẽ chỉ cho bộ này. Nhưng mà bộ này kích rễ vẫn hiệu quả nha chị ha. Nhưng mà nếu mà muốn cái tốc độ nhanh á, mà để mà hiệu quả mà tối đa nhất á cho cây lan á, tại sao thì em sẽ phân tích một chút xíu nữa cho anh chị em xem em. Thì bên em á thì pha bộ ba kích rễ này xong em phải pha thêm thằng hổ này vô nữa, thì em sẽ pha thêm 5 giọt đến 10 giọt thằng hổ nha anh chị em ha. Thì thằng hổ này nó có công dụng rất là hay, nó là công dụng thẩm thấu và lon trải nha anh chị em ha. Nó rất là hay để mà ví dụ như cây lan anh chị mình mua từ rừng về anh chị mình cắt trụi lũi hết thì nó vẫn có thể ăn phân bón đó bằng cái cách thẩm thấu qua thân bò lá. Chứ thông thường nếu mà cái nhiệt độ vườn mình nó tăng từ thấp lên cao á thì mỗi một lần nó lên nhiệt độ nó lên cao một tí xíu thì nó ăn lần là 10%, ví dụ vậy. Ví dụ nha anh chị ha, rồi không chính xác nha. Thì em thấy nhiệt độ càng lên thì cây nó ăn càng nhiều, nhưng mà đối với cái cây lan nó ăn bằng rễ kìa, còn bằng thân lá thì cái tỷ lệ nó ăn rất là thấp nha chị ha. Nó tỷ lệ nó ăn bằng qua lá qua thân thì rất là thấp, cho nên mình phải kết hợp thêm cái thằng thần hổ này vô để cho nó có công dụng nó thẩm thấu. Và anh chị mình phun phân bón là mình phun cái phun là phun mịn nha chị ha, phun chứ không phải mình phun như phun tưới nước được. Mình phun thể hay cho nó cái hạt nó thiệt là mịn để cho nó bay, nó luồn vô trong những cái kẽ lá hay là ngách lá. Đó là những kỹ thuật mình phun phân bón nữa anh chị, chứ không phải như anh chị mình phun ví dụ như giờ phun pha đúng một lít nước cặm ca ra tưới không hiệu quả nha. Tưới thì xuống gốc thì đúng rồi đó, nhưng mà cái gốc mình đó, hiện tại là mình đang kích rễ, tại vì cái gốc mình chưa có rễ mình mới kích rễ, mà mình tưới như vậy thì nó không có thể nào ăn được phân bón anh nha, và nó không thể nào ra rễ như mình muốn được. Thì mình phải phun miệng và cái thằng này nó bám tới đâu là thẩm thấu tới đó. Đó thì thân lá rễ gì nó bám vô là nó ăn hết, cho nên nó cây mình nó đạt cái tỷ lệ kích rễ tối đa luôn nha anh chị em ha. Thì em chia sẻ những anh chị nào mới chơi thôi nha, còn những anh chị nào mà đã là kinh nghiệm lâu năm thì em không có dám nha anh chị, tại vì em cũng mới thôi. Nhưng mà em áp dụng thì anh chị mình có theo dõi phong bay game á, hoặc là những cái bài em chia sẻ thì anh chị em thấy á, thì này cái những cái bộ này là trong lớp học của thầy Tắm á, khi mà anh chị mình học á thì thầy có phổ biến trong lớp học nha anh chị ha. Cái này coi là ngoại vi đó, cho nên anh chị em mình á thử sử dụng thằng này rất là hay đó anh chị em ha. Thì sau quá trình học thì em được thầy chia sẻ thì em áp dụng và thành công thì em chia sẻ lại với anh chị em mình nha, chứ không phải là mình nghiên cứu gì ra nha anh chị ha. Cái này là có người đi trước chỉ thì em mới giao lưu lại với anh chị em mình thôi. Thì cảm ơn cả nhà đã xem video nha anh chị em. Anh chị em mình thấy hay thì đăng ký kênh ủng hộ giúp em, là sắp tới á em sẽ làm rất là nhiều video nói về cái sản phẩm phân bón, về chăm sóc hoa lan từ thân lá rễ cho cây mập cây ốm và kích ki kích mầm như thế nào mà hiệu quả nhất anh chị ha. Hiệu quả tối đa chứ không phải là nhất thì còn có nhiều sản phẩm rất là nhất nữa, tại vì tôi cũng tùy theo ví dụ như anh chị em là anh tâm sự một tí xíu, tại vì cũng tùy theo cái khách hàng mà mình tư vấn. Ví dụ như anh chị mình trồng có 5-3 giò mà em đi tư vấn cái chai super thay gần 400 mấy chục ngàn, thì anh chị em mình chăm sao được, mua cái lan 60 ngàn mà chăm cái chai súp bên hai thì nó tới 400 mấy thì nó không có hiệu quả, nó không hợp lý. Nhiều khi lại có những cái suy nghĩ trái chiều, nhưng mà thực tế là cái chai súp bên hai nó rất là hiệu quả đó.
Thì có những cái cách khác thì em tư vấn cho anh chị mình, bộ ba này giá nó bình dân hơn nhưng mà nó hợp lý hơn, rồi mình kết hợp cái này vô nữa thì có nhiều cái phối trộn lắm nha anh chị em ha. Đó, cả nhà mình cứ đăng ký kênh ủng hộ vườn Lan Sĩ anh chị em ha. Rồi em sẽ có những cái video chia sẻ thực tế để có nhiều anh chị mình thắc mắc hỏi lắm, nhưng mà em không thế nào mà đảm lời một lần mà rất là nhiều câu hỏi rất là nhiều người trong một câu hỏi thì em làm một cái video up lên luôn. Thì có anh chị em nào mà theo dõi thì cứ xem và tìm hiểu anh chị ha. Thì em cảm ơn cả nhà đã xem video, anh chị em mình đăng ký kênh giúp em nha anh chị ha. Rồi cảm ơn cả nhà em.